Mình bình thường ở đây mình làm cái gì, làm công việc gì? Mình làm rẫy làm nương thôi. Làm rẫy làm nương thôi hả? Đủ ăn không? Không đủ Lục ăn. có lục không? Dạ. Lục có lục không? Lúc có lúc không. Dạ. Thời tiết đẹp thì được, nhưng thời tiết xấu thì không có gì ăn. À, thời tiết đẹp thì được, thời tiết xấu mới ra. Mưa dột hả? Dạ, mới được không sao. Mưa dột hết rồi hả? Một xíu chứ tiền công thì nhà đấy nhiều nữa. Nhà Thôi về đi nha. cái lớp phòng cũng được. Thời anh con 2 tuổi đã phục vụ cái nhà nữa. Cái gì? Thời anh 2 tuổi á, là bố làm nhà. À, Ông thời bố anh mất. à, Dạ, bố mất là anh 7 tuổi. à lúc mà bố làm căn nhà này là anh 2 tuổi, bố mất là anh 7 tuổi. Anh năm bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 75 vậy. Năm 75 mà nằm giống như vậy là bao nhiêu năm rồi? 23 năm rồi. 23 hết năm đi là 23. 23 năm Năm rồi. nữa là 22. Dạ. Độ 43 tuổi rồi. Anh đang Dạ. ăn luôn à? Đi mua Chiều kẹo nay rồi ăn à? gì? Cơm. Cơm với Mấy cô gì? ăn là ăn mấy cô ăn mấy tôm hồng cho mấy tôm. Nhà đây chắc có nhau ngày cũng nay đi. ngày nay ăn cơ, Đây chiều là nay ăn nhà cơm ha? đi là Cơm với gì? năm gia đình tôm họ không. tôm Hả? Ăn tôm không là có Tức là có thịt đi ăn, xúc cá đấy. tôm không có. À, có đi xúc cá rồi có gì ăn đấy. Thì thường bạn nhỏ đi xúc Không cá đi rồi. trẻ đấy, trẻ Bao còn nhiêu đứa con? nhỏ Ba. Dù cân đấy. À, Nhiều à, đấy. ba đứa con hả? Dạ. Đây là cuốn liêm đấy. Thầy cho nha. Cuốn liêm cuốn kim đấy. Thầy, à, thầy cho nha. Cảm ơn thầy, thầy ở Vũng Tàu nó nổ xa xuống nó nở. Dạ. Hôm nào xa lắm. Cảm ơn bệ trên nhé. Dạ. Ừ. Rồi gạo mì để mình để Còn dùng đâu nha. còn có Dạ. mẹ mới mất. Mẹ Mẹ mất mẹ à? mẹ mất mẹ mất mẹ mất Mẹ mất